Sau khi phóng hỏa đốt cháy rừng thông cảnh quan hàng chục năm tuổi tại danh thắng Đồi Thiên An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và bị người dân phát hiện, nam thanh niên còn lớn giọng thách thức gọi công an đến bắt. Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao đối tượng có hành vi đốt rừng thông cho cơ quan công an tiếp nhận để điều tra xử lý. Trước đó, vào chiều tối 16 tháng 8, khu vực trường thông cảnh quan hàng chục năm tuổi tại danh thắng Đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ bốc cháy. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết do thấy một nam thanh niên có hành vi đáng ngờ nên đã rút chìa khóa xe máy của người này để tránh tẩu thoát. Tuy nhiên, điều bất ngờ là người này lại thách gọi công an đến bắt. Sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng có mặt dập lửa. May mắn nhờ khống chế kịp thời, đám cháy chỉ làm ảnh hưởng khoảng từ 100 đến 200 m vuông diện tích rừng thông.